Ok, hello, chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Là mình là Top Hero đó mọi người. Ok mọi người, thì trước khi vào video thì mình cũng chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ này, học tập và làm việc thật hiệu quả nha. Ok mọi người, thì hôm nay cũng là cuối tuần rồi, mình cũng mới livestream xong anh em ạ. Ok, thì hôm nay lại mình tiếp tục làm video cho mọi người xem luôn nha. Đó, thì hôm nay mình sẽ không làm những video chôn như mọi khi nữa, thì mình sẽ làm một cái video, nói chung là video cuối cùng anh em ạ, cuối cùng ở mùa 19 này. Thì anh em biết rồi, còn một ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang mùa rank 20. Đấy, mùa rank 19 còn tầm một ngày anh em ạ, anh em cố gắng trải nghiệm đi nha. Đó, thì sang mùa rank 20 thì anh em sẽ có rất là nhiều những thay đổi mới. Như là có mức rank mới này, mình nghe nói là thấy anh em bảo là lên được 51 sao ấy, thì sẽ có một cái mức rank mới là mức rank chiến tướng ấy anh em ạ. Đấy, thì anh em sẽ được trải nghiệm mức rank đấy này. Anh em sẽ được trải nghiệm bản đồ mới này, rồng mới này, tà thần mới này, nói chung là cứ reset một rank mới là chúng ta sẽ được trải nghiệm một cái phiên bản mới anh em ạ, rất là hay luôn. Mình đang rất là hóng chờ anh em ơi, không biết anh em có hóng chờ như mình không. Đấy, mình hóng xem là phiên bản mới thì nó sẽ như thế nào. Đấy, mình cũng chưa bao giờ anh em ạ, thấy anh em bảo là nó đẹp lắm, đẹp vừa, thật sự là mình cũng cảm thấy rất là hồi hộp anh em ơi. Mà không biết anh em đang ở mức rank gì rồi nhỉ? Anh em nhớ comment ở dưới video cho mình biết nha. Mình thấy là cũng khá là nhiều anh em đang rank cao thủ nhiều sao ấy. Anh em nào mà chưa lên cao thủ thì nhớ leo nốt đi nha, còn một ngày cuối thôi anh em ơi. Leo để cố lấy khung cao thủ nha mọi người. Ok, thì không linh tinh luyên thuyên thì bật ulti và dí theo lại. Ui, chỉ là ba người là anh em ơi, bật ulti lên này rồi dí theo cả Van Heo, Beat rồi cả Greg. Một bò hất tung lên này. Van Heo định làm gì đây? Định chạy rồi, anh ta không chạy được đâu anh em ơi. Chạy kiểu gì? Một bò, ui, hất tung ba người. Hồi máu dân nhiều, Valata là mạng tiếp theo. Tiếp theo là Greg một bò. Ui xoài ơi. Mới đầu game thôi, 2 phút đầu game thôi mà ăn được 3 mạng triple kill rồi. Ui. Thì game này thì tem bạn lại nát rồi anh em ạ. Thì hôm nay mình sẽ không làm một build đồ chốt nữa nha mọi người nhá. Mình sẽ làm một cái build đồ nó chuẩn. Build đồ chuẩn cho Eron nha. Thì anh em biết rồi ấy. Mình cầm Eron mà nó lên build đồ chuẩn thì anh em biết rồi. Nó mạnh lắm. Thì tem bạn đầu game mất 3 mạng thì thôi. Nói chung là mình xác định là game này win rồi anh em ơi. Lại là La bảo là cái gì vợ chồng gì đấy cho mình hỏi là ai là vợ Na thì cái gì kia. La Garrot bảo là Khaleesi, còn Batman này còn cái gì nữa. Thể tấu hài cực kỳ thôi anh em ơi. Ok, thì trên kia đã bị ganh anh em ơi. Đường top đã bị ganh rồi. Và Victor bị ganh bởi Ngộ Không và cả Lát nữa rồi. Ôi, Victor phải nằm xuống rồi, nhắm mắt xuôi tay rồi anh em ơi. Nhưng không sao nha, mình đến đây, mình trả thù cho bạn đây. Victor, bạn cứ yên tâm nha. Ui, La Garrot đang múa rất là ghê. Một bộ, ui, La kìa. La hút chiêu hai nhanh nha. Ui, may nha mọi người, quả đấy Na không hút kịp chiêu hai nào, mình bổ phát đấy là chúng là chết rồi anh em mọi người. Vì mình giờ là đám hơi to. Ấy không này. Rồi trong sạch một bổ. Ôi rồi, ơi, tao biết. Phá trường. Có không làm gì vậy anh em ơi? Ô Na, ôi rồi, ôi ngáo anh em ơi. Hai thành viên tem bạn bị ngáo hay sao vậy anh em ơi? Có không thì đừng biến về gặp mình thì tốc biến một đoạn xong đứng yên luôn. La thì vút ngược chiêu hai thì mình bổ cho chết anh em ạ. Thật sự là không biết hiểu tem bạn đang nghĩ gì anh em ơi. Trời ơi. Năm mạng anh em ạ. 3 phút đầu game ăn được 5 mạng thì anh em hiểu rồi. Game này thì lại phải win thôi mọi người. Ok, tranh thủ thì chúng ta sẽ lấy con bùa đỏ nha. Lấy con bùa đỏ rồi là ai từ thôi mình ra mid nha mọi người. Na là một không ra thì hơi khó chơi. Rồi mình sẽ xuống mid và ăn mid thôi, là ăn bùa xanh, à bùa đỏ là canh rồng tiếp nha. Đó thì anh em đi rồng, đi rừng thì anh em chịu khó canh đường rồng một tí nha. Đường rồng thì đầu game rất là quan trọng. Anh em nào mà canh có mạng tạo lợi thế cho tem thì tem rất là dễ chơi và anh em sẽ có những cái phút giây nó huy hoàng anh em ạ. Phút giây gánh tem đó. Ok, và tiếp tục lên canh nè. Rồi luôn Van Heo và Greg đang úp sọt KC và KC ăn được mạng Greg rồi, rất là hay luôn. Tiếp tục băng lên này, Batman đang dí theo vào Van Heo. Van Heo chạy kiểu gì thì một bộ hất tung, à quên, không hất tung mà bật ulti này dí theo. Ui rồi. Bị hất tung bởi KC và một ulti của mình nữa là chấm dứt mạng của Van Heo anh em ơi. Rất là hay luôn. Ok anh em lấy trụ anh em ơi. Lấy trụ này thì anh em nhớ ép rồng rồi là tạo lợi thế lấy trụ luôn nha. Anh em lấy được trụ rồng đầu game thì nó rất là nhiều lợi thế đấy. Anh em qua ăn rồng và ra ép mid nó rất là hiệu quả luôn. Ok anh em ơi, lấy trụ anh em ơi. Lấy được này. Do trụ đường rồng nó bị giảm sát thương 5 phút đầu ấy anh em nhiều thành viên có thể lấy được luôn nha. Ok Latalia kìa, còn một được cái máu thôi anh em ơi. Ra đem trụ nhưng mà bị mình chém cho vài cái mất nửa cây biến về rồi. Ui, La mới ăn bùa xanh anh em ạ. Ấy Na này rồi xong mình dụ nha. La múa úp sọt Na. Bật ulti ấy, một bộ ui không tới anh em ơi. La đang cố chạy, La bị choáng bởi Van Heo, Van Heo bắn liên tục. Một choáng vào một ulti và La đã phải nằm xuống rồi. Thật sự là anh em game này Na khá đen anh em ạ. Na game này không biết là bị gì đây anh em ơi, hơi ngáo ngáo. Mình cảm thấy khá ngáo ngáo anh em ạ. Rồi ok, từ mình sẽ bắt Van Heo nha. Mình đã tìm thấy vị trí của Van Heo rồi. Van Heo này, ui. Van Heo khá khôn anh em ạ, lúc trung trụ anh em ơi. Từ mình sẽ đép mid xong rồi ra mid nha. À đép đánh xong ra mid luôn đây anh em ơi. Cái gì kia, Na bảo Eron top hả? Trời ơi. Bạn nhìn cái tên của mình thôi mà bạn còn phải hỏi nữa trời. Có làm dư bi không? Có bạn ơi, từ mình sẽ chat nha.
mình sẽ chat cho Na là mình sẽ có làm YouTube nha. Anh em nhìn cái tên của mình như vậy mà còn hỏi nữa. YouTube là Top Eron nha. ITB là YouTube á. Top Eron. Ok. Ui, Văn Hẹo quên. Ui rồi, Lata đi à, anh ta đang sấy nhưng mà không đủ đam đâu. Một bổ này tiếp tục dí theo rồi xong. Natalia Anana rồi xong Na kiểu gì đây. La chạy ơi, Kaisi đến hỗ trợ rồi và La một bổ. Ui sổ ơi, mới nãy vợ vợ chồng chồng xong bây giờ chồng đánh vợ vợ anh chồng anh em ạ. Kaisi là vợ La hay sao ta? Đúng rồi anh em ạ, Kaisi là vợ La đó. Na nó bị vợ úp sọt. Chạy không kịp anh em ạ và lên bảng điểm số rồi. Rất là buồn cho Na rốt luôn. Thì game này ui 5 phút đầu, 5 phút rưỡi rồi anh em ạ, ăn được 8 mạng rồi. Nãy giờ mình không để ý anh em ạ, không ngờ mình ăn được nhiều mạng đến như vậy. Ok. Cái gì 4 đánh 5 khó quá. 4 đánh 5 á. Ui tem bạn hình như AFK. 4-5 chắc là tem bạn AFK rồi anh em ơi. Tem mình nãy giờ có ai AFK đâu ta. Chắc là AFK rồi anh em ạ. Thôi không sao nha. AFK thôi nhưng mà đánh ok thì vẫn win mà mọi người. Mình chơi mình hay gánh tem anh em ơi. Mình kiểu mình hay gặp tem AFK ấy. Toàn 4-5 rất là nhiều luôn. Nhưng mà vẫn thắng anh em ạ. Nếu mà tem 4 người mà kỹ năng cao thì vẫn thắng được nha mọi người. Ok. Và trên kia ui dồi ôi, Van Heo đang chấm dứt bạn của Van Heo rồi. Cả thêm Greg thì 2-1 không chốt đúng khỏe anh em ạ. Ở trên kia Victor lại bị giết. Bởi tại bị cũng không biết đâu anh em ơi. Game này thì team mình nó cũng khá đều anh em ạ. Khá đều với team bạn ấy, cũng không ai hay lắm, không ai yếu lắm, chỉ có mình thôi anh em ơi. Chắc là mạnh nhất trên bản đồ anh em ạ. Cầm Edon mà 8 phút win à, ơi. 6 phút ăn được 8 mạng này thì win chắc rồi anh em ơi. Ok, giờ mình sẽ đép lính và mình sẽ đẩy lính cao nha. Thì mua đồ ấy thì mình sẽ để ở bên dưới màn hình nha. Và trang bị ngọc rồi là phù hiệu thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Anh em có thể xem video và xem ở dưới phần mô tả nha. Ok này, ôi không này, ngộ không núp cái gì đây, chờ đập mình không bắt bóng. Đập vào lính rồi, không làm gì đây, tàn hình chạy rồi. Nhưng mà không thể chạy nổi nhưng mà cả Natalia họ hỗ trợ nhưng mà không thể nào mà hỗ trợ được. Bật ulti này mà dí theo rồi xong. Đổi thông hai mộ rồi, một bộ, ui sồi ôi 140 vạn AD Greg này anh em ơi, mình sẽ băng trụ luôn nha. Rồi Greg chạy kiểu gì, còn một chấm máu thì một bộ triple kill quá đơn giản anh em ạ. Ai ai vẫn đang này anh em ơi, ui qua kill của mình, qua kill rồi xong một bộ. Ui trời ơi, Kaisi ăn mạng rồi anh em ơi, mất mạng qua kill của mình rồi, đen quá. Ok anh em ơi không sao nha, cái mình ăn mạng vẫn được mọi người ạ, ăn trụ là win luôn nha mọi người. Nếu trận đấu mà nó kiểu như tướng lết như này thì anh em hạn chế giao tranh cuối game nha. Và Van Heo đang thốt lên một câu GG thôi nha, mà đúng rồi, GG nhanh còn kịp nha. Tiếp tục vào băng vào này, bổ chúng Nata rồi, bật ulti này và Nata đang ulti vào mình lại nhưng mà mình không bật máu anh em ạ. Mình giờ mình trâu anh em ạ, trâu lên là kiểu là anh em càng ao vàng ao tiền ấy thì thật sự là tem mặt đánh mà mình nó không bật máu anh em ơi. Kiểu đánh vào kiểu như là mũi đốt inox ấy anh em ạ. Rồi sao Batman băng vào sâu quá bị chết rồi anh em ơi. Vì tem mặt úp sò rồi. Ok anh em để lính cao anh em ơi. Để lính cao này. Ok thì anh em thích những video của mình thì anh em nhớ cho mình một like này, một đăng ký này và một chia sẻ nha. Có những đóng góp gì anh em cũng comment ở bên dưới thì mình sẽ làm theo nhu cầu của mọi người nha. Để kênh mình nó phát triển để cho mà anh em có những cái trải nghiệm mới nha mọi người nha. Những cái trải nghiệm mà về Eron ấy, kênh mình về làm về Eron mà. Ok thì có những cái gì mình sẽ chia sẻ cho mọi người luôn nha. Ôi nãy cũng xảy Van Heo bị dí theo bởi Na rồi. Và một bổ này tiếp tục vào Greg xong rồi. Greg kiểu gì chạy một ui không tới nha em ơi. Mình có ulti nha mọi người, ulti và dí theo Greg này. Greg một chém này mà tiếp tục dí theo Van Heo. Van Heo một bổ hất tung cả ngộ không nữa, không văng ui không đang chém vào mình nha mọi người. Và một bổ ui rồi khống chế từ từ nha em ơi, về yếu máu quá anh em ạ. Trời ơi còn chấm máu em ơi, Na định dí mình mà không được đâu. Mình yếu máu thôi mà mình khá trâu em ơi. Mình level 14 rồi, Na chắc này. Level bao nhiêu? Level 11 anh em ạ. Vãi cả trường. Ok.
got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, no